Ayo, xin chào tất cả mọi người. Mình là Ramastic đến từ Space Speakers. Và Ramastic đang ngồi cạnh tất cả các anh em vừa mới hoàn thành xong tổng duyệt lần cuối cùng cho bài hát Nhanh Lên Nhé. Mình cùng tất cả các anh em muốn mời mọi người là những người đầu tiên theo dõi tác phẩm này vào 20 giờ ngày 11 tháng 7 sắp tới, thì tất cả bọn mình sẽ ra mắt bài hát. Hy vọng là khi bài hát ra mắt sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình từ tất cả mọi người, bởi vì tất cả các anh em ở đây vừa bỏ rất là nhiều tâm huyết, rất là nhiều công sức. Mọi người hãy xem và cho tất cả các anh em bọn mình biết cảm nghĩ của mọi người như thế nào về bài hát này nhé. Nhanh Lên Nhé. Quá đẹp quá. Luôn. Xanh mướt nhỉ. Dạ. Quá tuyệt vời. Chị tới đây chưa? Chưa. Chị chưa đi Hà Giang. Sau này đi máy bay chắc sẽ được nghe bài này. Đẹp quá. Wow, cảnh đẹp quá. Lời cũng dễ thuộc nhỉ. Ừ. Trời ơi, ôi, đẹp trai quá. Nhạc hay quá. Dạ. Ôi. Wow. Yeah. Sao quay cả nhà. Wow. Anh không chế. Phục luôn á. Ừ. Trời ơi, ý nghĩa lắm mà em. Dạ. Cảnh Việt Nam đẹp quá. Đó, hay quá. Đây. Đẹp quá. Tuyệt vời. Thú vị đấy. Rất là trẻ. Có những chuyến bay dài á, lúc cất cánh và hạ cánh là rất là buồn ngủ. Cảm thấy cái năng lượng trong cái MV này á thì sẽ đánh thức được mình. Hay, hứa hẹn những cái điều bất ngờ cho khách hàng khi bên chúng ta. Cảnh ấn tượng của mình nhất là cái cảnh mà tất cả những cái phương tiện tụ họp lại, cả siêu xe, cả xe đạp mà có thể vào được, chắc là cũng rất là khó đúng không? Tại vì không phải là lúc nào các bạn cũng có thể thực hiện cái cảnh quay như vậy. Cảm thấy tự hào và càng cảm thấy yêu thương đất nước, con người của Việt Nam ạ. Sân đỗ của máy bay rất là hoành tráng và có rất là nhiều cái cảnh đẹp. Nói chung là xem là muốn đi du lịch liền luôn. Thôi, chị thích cái đoạn anh Slim V đi xe đạp lắm. Anh đi trên vùng núi phía Bắc, vùng Hà Giang, đúng là cái địa điểm mà chị đang ao ước. Kiểu như là muốn đi luôn đó. Mình ấn tượng cái đoạn điệp khúc ấy, nó là một câu từ rất là hay. Nghe ở ngoài nó còn gấp trăm gấp nghìn lần so với lên MV, rất là hay. Rất là tự hào bởi vì là những cái nơi mà hàng ngày mình làm việc là toàn là máy móc, thì bây giờ lại được lên những cái cảnh, những cái shot quay rất là đẹp. Việt Nam Airlines ấy thì bao giờ cũng hình dung ra là một hãng lâu đời và đề cao các giá trị truyền thống. Tuy nhiên là hợp tác với Space Speaker ấy, anh thấy nó cũng đem lại những cái giá trị rất là lớn, một góc nhìn rất khác từ Việt Nam Airlines. Bước đi này của Việt Nam Airlines và Space Speaker ấy thì tôi đánh giá là một bước đi rất quan trọng để thể hiện được cái giá trị của Việt Nam Airlines song hành với những cái nét truyền thống hiện đại. Mình là bất cứ một cái tầng lớp nào, mình xuất phát từ đâu, mình muốn đi đâu, mình sử dụng phương tiện nào thì mình cũng có thể chinh phục hết tất cả những cái điểm đến đẹp nhất của Việt Nam. Các cô các chú nhớ đón xem MV Nhanh Lên Nhé vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 7 nhé. Thích không? Thích.